41 tuổi, Quang Lê giàu có, nổi tiếng, đời tư ồn ào nhưng vẫn lẻ bóng. Ở tuổi tứ tuần, Quang Lê đang sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Sau nhiều mối tình giang dở nhưng đến nay, nam ca sĩ vẫn cô đơn lẻ bóng. Quang Lê sinh năm 1979 tại Huế. Anh đi Mỹ định cư từ năm 10 tuổi. Nam ca sĩ nhiều năm hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại. Anh theo đuổi dòng nhạc quê hương, trữ tình và nổi tiếng với các ca khúc như Đập vỡ cây đàn, Đôi mắt người xưa, Về đâu mái tóc người thương, Thương về miền Trung. Với niềm đam mê ca hát từ nhỏ, Quang Lê đã nhanh chóng theo đuổi dòng nhạc trữ tình từ năm học lớp 9 và liên tục đạt được nhiều huy chương trong các cuộc thi tài năng trẻ tại nước ngoài. Là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc Bolero, Quang Lê sở hữu nhiều bản hit đình đám và có số lượng người hâm mộ lớn ở khắp nơi. Là ca sĩ nổi tiếng ở cả thị trường hải ngoại và trong nước, nên Quang Lê rất đắt show, từ ca hát đến làm giám khảo các chương trình truyền hình với mức cát-xê cao cân ngưỡng. Nam ca sĩ cũng từng tiết lộ, một show diễn của anh ở hải ngoại có mức cát-xê vào khoảng 6.000 đô, khoảng hơn 130 triệu đồng. Chính vì vậy nên khối tài sản mà giọng ca Về đâu mái tóc người thương kiếm được cũng không hề nhỏ. Với biệt thự tiền tỷ, dàn xe siêu sang của các thương hiệu xe hơi trừ danh, đồ dùng hàng hiệu, nhẫn kim cương. Hoạt động chủ yếu ở sân khấu hải ngoại, Quang Lê tích góp mua cho mình một biệt thự sân vườn rộng. Ngoài căn nhà rộng ở Mỹ, nam ca sĩ còn sở hữu nhiều bất động sản tại Việt Nam, trong đó căn biệt thự tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, lộng lẫy như cung điện được chú ý hơn cả. Bên cạnh đó, giọng ca sinh năm 1979 còn sở hữu một căn hộ rộng 90m², thiết kế sang trọng trên tầng 33 của một khu chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh hàng loạt bất động sản tại Việt Nam và Mỹ, Quang Lê còn sở hữu hàng loạt hàng hiệu siêu xe đắt tiền. Đặc biệt, Quang Lê cũng không ngại chi mạnh tay cho các dự án âm nhạc của mình. Người ta hay nói lắm tài nhiều tật, và Quang Lê cũng là một minh chứng rõ nhất khi anh thường xuyên khiến khán giả chú ý với đời tư ồn ào, đặc biệt là chuyện tình ái. Năm 2000, Quang Lê từng kết hôn với một cô con gái nhà giàu. Anh từng chia sẻ rằng vợ cũ của mình không hoạt động trong giới showbiz và gia đình vợ rất có điều kiện. Quang Lê kết hôn từ năm 21 tuổi theo mong muốn của cha mẹ. Tuy nhiên, sau khi kết hôn không lâu, cặp đôi đã đường ai nấy đi. Quang Lê cũng được biết đến với mối tình cùng Linda Vi Trâm Nguyễn, Hoa hậu Việt toàn cầu 2006. Nam ca sĩ từng thừa nhận mình là người mù quáng khi ghen. Sau mối tình này, Quang Lê cũng im hơi lặng tiếng về chuyện tình cảm và vướng phải tin đồn về giới tính. Năm 2015, nam ca sĩ từng hẹn hò hot girl 9X Thanh Bi. Trong khoảng thời gian yêu nhau, cặp đôi vướng khá nhiều thị phi khi liên tục để lộ những bức ảnh nhạy cảm hoặc thân mật quá mức. Nhiều người cho rằng Quang Lê và bạn gái cố tình tung ảnh để tạo scandal đánh bóng tên tuổi. Tuy nhiên, cặp đôi chia tay năm 2017. Ngoài hai mối tình gây ồn ào dư luận, Quang Lê cũng từng chia sẻ ấn tượng với nữ ca sĩ hải ngoại Mai Thiên Vân khi cô là người tình trên sân khấu của anh. Ngoài ra, cuối năm 2019, một số hình ảnh Quang Lê hôn thân mật với hot girl Ivy, từng được biết đến là vợ cũ của Hồ Quang Hiếu cũng gây xôn xao. Trước nghi vấn tình cảm với hot girl kém 13 tuổi, anh từ chối bình luận, chỉ nói ngắn gọn: "Tôi chỉ chụp cho vui, chụp chơi chứ không có ý gì." Cách đây không lâu, Quang Lê cũng tuyên bố sẽ sớm kết hôn trong thời gian tới. Anh chia sẻ: "Tôi đã 40 tuổi, đến lúc cần lập gia đình, làm chồng, làm cha thực sự rồi. Nhiều bạn bè, khán giả cũng hối thúc mong tôi nhanh lấy vợ. Nếu mọi việc suôn sẻ, có thể năm sau tôi sẽ kết hôn." Sau nhiều năm hoạt động, ở tuổi 41, Quang Lê vẫn đang có một cuộc sống viên mãn với âm nhạc. Anh cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống hàng ngày trên mạng xã hội với người hâm mộ. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn đang hy vọng Quang Lê sẽ sớm tìm được một nửa hạnh phúc của cuộc đời mình. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.